Rồi, lục kho được cặp cùng HLP cho anh em nha, đem lên thanh lý cho anh em nè. Cặp cùng này là cặp cùng HLP của rim Thái nha anh em nha. Đây, dây giác đúng dây giác rim Thái nha. Giác chui không này. Giác giác nhỏ ấy, giác giác rời ấy. Đây. Chưa có đứt gãy gì nha anh em nha, chưa có đứt bể gì hết. Đây, HLP nó đẹp đời này, đời 92, 93, 94 vậy nên anh em là cái nút xi nhan này nó màu cam này, khi nó bạc thì khi mà nó cũ thì nhìn nó như màu trắng vậy đó. Nhưng mà nó bản chất nó màu cam nha. Đây. Ở đây là cái cùng bên xi nhan nha anh em. Rồi. Thì cặp này á, thì bình thường thì giá bán khoảng 7-800 vậy đó. Thì hôm nay đặt bán cho anh em cặp này giá là 400 thôi nha. À, anh em nào thích thì mình dứt về xài nha anh em nha. 45 ngàn thôi, bao lên chức năng cho anh em thoải mái nha. Đây. Không? Nghe không? Đó. Nút ok hết nha anh em nha. Rồi, đây. Đó. Ok ha. Đây. Chung là lên hết, ngon lành hết nha. Bán cho anh em giá 400 thôi. Anh em nào múc thì liên hệ với mình. Cái này rẻ không mua nó tiếc đó nha anh em nha. Trên đời không có cái nào rẻ như vậy đâu. Quá rẻ luôn em ơi. Bình thường bên một bên là người ta bán 400 á, Đạt bán hai bên luôn mà có bên HLP luôn nha, 400 nha, đúng rim Thái nha, nhưng mà rim lùn nha. Anh em là lấy liên hệ với Đạt, duy nhất một cặp nha anh em nha.